Với hàng nghìn những dụng cụ đồ nhíp thì hôm nay Xà Beng nhà em vừa mới ra lò. Bằng một chất liệu là thép nhíp y cụ, các bác sẽ chỉ tìm thấy ở bên xưởng em mới có dòng nhíp này thôi nhá. Và mẫu Xà Beng này thì hiện tại là cái nhíp này nó đang xuống giá, cho nên là bác nào anh nào cũng mua cũng sẽ được với cái giá rẻ nhất. Thì hiện tại em đang làm là 1m, 1m2, 1m rưỡi, 1m7, 1m8, 1m6. Đấy, bác nào cần kích thước nào, cần đào hay cần chọc thì đây là một chiếc Xà Beng tốt nhất. Trên thân Xà Beng thì sẽ có dập chất liệu nhíp để các bác anh nhà mình được tham khảo nhá. Đấy, và với mỗi một chiếc Xà Beng này hôm nay bác nào mà đặt hàng thì em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Hôm nay thì nó xuống giá rồi nhưng em chưa cân lên, cho nên em chưa chỉnh được nó là bao nhiêu, thì các bác anh nhà mình cứ vào Zalo của em nhé, qua đầu số điện thoại em ghim trên màn hình đó ạ, để em sẽ tư vấn và sẽ gửi tận nhà các bác các anh. Còn tiếp tới thì ta sao, dìu đa năng thì là một cái mẫu dìu mà em làm một ngày cả trăm cái cũng không đủ để gửi cho các bác, bởi vì em đang giảm giá nó chỉ còn có một lửa thôi. Một chiếc dìu này bác nào đã xem bên em chặt gạch chưa ạ, chặt sắt sáu chưa ạ, và nhất là chặt xương trâu xương bò thì cái này là đỉnh của chất lượng luôn nha các bác anh nhé. Với một chiếc dìu thì em nói luôn các bác là cái cán em chỉ làm cán tạm thôi. Còn nếu các anh mà chặt xương sưu tầm ấy, các anh về các anh tìm một đoạn gỗ xoắn bạch đàn, các anh đẽo đi xong chê vào đây thì nó sẽ là đẳng cấp luôn nhá. Một đầu nhổ đinh này, một đầu đóng này và một cái phần là phần lưỡi. Một chiếc dìu đa năng này hiện tại em đang bán là 150.000 là nhíp chuẩn. Hôm nay em sẽ đưa tới các bác các anh nhà mình với giá sẽ là 80.000 đồng cho một dìu. Chặt không ok, test thử trả lại em luôn, em không lấy tiền và tặng luôn các bác anh luôn nhá. Đấy, đấy là cam kết của bên em. Còn với cái dòng này thì hiện tại là em đang gửi cả miền Nam, cả miền Bắc luôn. Đấy, anh nào mà có nhu cầu chặt tre, chặt gỗ, nhổ đinh, chặt gạch, đấy, và đóng thì sử dụng ngay con dìu đa chức năng này cho em. Đấy, và tiếp tới thì sao? Bên em hiện tại thì đang làm rất nhiều đồng mẫu dìu và xưởng em thì vừa mới làm xong mà nó hơi bề bộn. Đấy, và để lựa chọn những cái dụng cụ tốt nhất thì em sẽ quay qua nhé. Hôm nay thì em sẽ làm xong con dao róc mía. Con dốc mía này thì rất nhiều bác đặt cho hôm nay mới làm xong. Và chất liệu nhíp thì bác nào mà đã đến bên em thì các bác biết rồi. Con dốc mía với con dao quắm này nó sẽ khác nhau nha các bác anh nhé. Thế các bác muốn mua quắm phát thì các bác sử dụng con này. Đi rừng thì cực kỳ là ok luôn. Nếu mà không đúng nhíp thì em không lấy tiền các bác luôn. Đấy, con dao nhíp này em đang gửi được bác là 150 một con. Con dao dốc mía này cũng là 150 một con. Và mua một đôi này em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn nhé. Còn con dao đi rừng này thì sao? Đây là một con dao đi rừng mà được rất nhiều các bác đặt. Đấy, con này thì em báo giá luôn là 200.000 đồng trên một cây cho các bác anh nhé. Tay gỗ xoan. Còn đi về phía trên này thì sao? Đấy, bác nào đã biết tới xưởng đồ nhíp bên em rồi mà đang quan tâm mà chưa đặt hàng, nhớ nhấn trên xin một like nhé. Và đừng quên nhấn vào chuông và nhấn ngay vào cái chữ đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình đấy ạ. Để mỗi một video em ra sản phẩm mới các bác sẽ nhận được thông báo để xem và để lựa chọn. Cho các bác xem về bên này trước nhé. Đây là một chiếc cuốc bướm vuông. Hiện tại thì em đang làm 30cm, 34cm. Bản to bản nhỏ, còn đây là cái cuốc mới để cho các bác anh nhà mình đào đất, mà cái này chỉ bên em mới làm thôi các bác anh nhé. Giá của nó đang là 250.000 đồng cho một chiếc. Đây, các anh nhìn cái độ dày của nó đây. Đấy, nó phải gọi là đẳng cấp luôn. Còn về một chiếc cuốc bướm thì sao? Đây là một chiếc cuốc bướm này. Bên trong này là cái gắp này, cái gắp này các anh đang cần rất chi là nhiều. Cái này là 34cm các bác anh ạ. Cái 30cm là 100.000 đồng một cái, cái 34 thì nó nhảnh tiền hơn một tí nhá. Đấy, cái này thì các bác sạc có vào gạch cho em thì cũng thoải mái đi, không bao giờ lo mẻ đâu với cái chất nhíp của bên em. Còn cái này là cái cuốc gà mà nhà em tự làm ra, mấy cái món này nhà em sẽ làm ra hết nhé. Đấy, chất liệu nhíp thì các bác anh nhà mình yên tâm với 80.000 đồng cho một con cuốc lưỡi gà. Còn đây là con cuốc xẻng mà tự tay bên em đã đưa tới các anh cả nghìn cái chưa ạ. Chắc chắn là các bác đang rất ưng cái mẫu này. Giá của nó thì em đưa tới các bác anh nhà mình chỉ có 100.000 đồng một chiếc thôi. Dày dặn chắc chắn như này. Anh cứ làm lồi đồng cuối đá thoải mái cho em luôn nhá. Lồi đồng cuối đá luôn, sạc vào gạch cũng chẳng lo mẻ luôn. Đấy, còn đây là cái gắp thì là một cái dụng cụ không thể thiếu được với các bác làm vườn, đa chức năng luôn. Nó có thể gắp khi các bác đào hố đào đất, các bác gắp đất lên này, trồng cây này. Và nhất là các bác không cần, các bác có thể tháo đôi ra để làm ngay một chiếc thuổng. Để làm ngay được hai chiếc thuổng luôn nhá. Hai chiếc thuổng luôn, mà nhà em thì lại dày như này luôn này các bác anh này. Hai chiếc này. Đấy, các bác có thể tháo rời để dùng và giá của nó thì sẽ là 200k. Em miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Còn cái kia cái xà cầy là 60.000 đồng cho một cái nha các bác anh nhé. Đấy, em quay về trên này. Nếu bác nào đang cần một cái lưỡi thuổng đi rừng, nhà em thì rất chi là nhiều thuổng, như cái này thì bán chạy nhất luôn này. Một cái đẳng cấp dày như thế này, chất như này, cái này là hàng loại 1 nhá. Em nói luôn là cái này em làm 150 một cái, 200 một cái và 250. Thì cái này đang là 250 một cái này các bác anh này. Đấy, loại 1 luôn. Còn trên này thì sao? Trên này thì là những cái lưỡi thuổng mà ngày hôm qua em đã đăng tải và được cả nghìn bác đặt hàng luôn. Nhưng mà em sẽ làm dần dần nha các bác anh nhé. Bởi vì cái này em bán vừa rẻ vừa tốt. Cái này giá 100.000 đồng cho một cái. Đấy, các bác anh nhà mình làm bất
kỳ một cái việc gì về các bác chêm cá này nhá. Đấy, còn đấy, cái xối này là 50.000 đồng cho một cái này, to như này, 50.000 đồng cho một cái. Còn là về phía trên này thì sao? Phía trên này là cuốc tây lưỡi cưa, một dòng cuốc mà đã nổi tiếng của bên em rồi. Thì hiện tại em đang có mấy bản nha, cái này là lưỡi cưa các anh sạc xúc này, thoải mái luôn này. 100.000 đồng cho một cái và mua bản to thì nó lại to hơn nhá. Còn cuốc tây nhíp thì nó như thế này. Còn cuốc tây gà loại đặc biệt đây. Nếu như đây là loại đặc biệt thì nó sẽ khác thường nhá. Có mấy loại cơ, có loại chỉ 70-80.000 thôi, có loại 150, nhưng loại này là 200 này các bác anh này. Cuốc gà loại xịn. Còn đây là cái lưỡi thủng này các bác anh này. Đấy. Cái lưỡi thủng này thì nó đang có giá có 150.000 thôi. Một cái lưỡi thủng nhíp nhá các bác anh nhá. Đấy, chỉ có 150.000. Các bác anh làm thoải mái cho em. Còn cái thủng này thì nó chỉ có 100.000 đồng cho một chiếc này. Các bác đào hang cua hoặc đánh cây vào hang thì tuyệt vời. Đấy, cho các bác xem ở bên trong này thì nhà em còn có cào nhá. Có cuốc bướm lưỡi cưa nhá. Đây ạ, những cái lưỡi thủng này chỉ có 150 một cái đây. Các bác làm bao giờ đã hỏng. Cuốc chim này. Cuốc chim thì em sẽ có giá rất chỉ là thấp. Cuốc chim thì từ 100.000, 150, 200 và 300. Dìu 60.000 đồng cho một cái nhé. 80.000, 100, 120. Em có hết. Đấy, còn bên trong này là liềm cắt lúa, cắt cỏ này. Bác làm cắt lúa đây, cần cái liềm này. 60.000 đồng một cái. Em sẽ có từ 20.000 đến 60.000. Còn đây là cái móc nhãn là 60.000 đồng cho một cái đây. Đấy, còn đây là cuốc bướm lưỡi cưa này. Cuốc bướm lưỡi cưa anh nào mà mua xỉ nhé, bán xỉ rất chi là nhiều. 100.000 đồng một cái lưỡi cưa, làm siêu bền luôn. Còn bên trong này là tất cả những mẫu dầm đại để các bác anh nhà mình đi đánh cây công trình cho các bác nhìn đây. Em làm với số lượng là hàng đặt, hàng thường. Giá của nó là 200.000 đồng một cây, 250, 300, 350 và 400. Nếu anh nào muốn đặt 500 em cũng sẽ làm cho các anh là 500 nhé. Em sẽ làm theo yêu cầu luôn. Đấy, các anh nhìn những chiếc dầm đặt các anh đánh rễ cây nó phải chuẩn mà nó phải đúng là chất lượng loại 1 thì mình mới đặt nha các bác anh nhá. Đây ạ. Các anh nhìn được cái chất nhíp em làm này. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn bên trong này. Qua một cái video ngắn này thì bác nào anh nào mà đang muốn tham khảo những cái dụng cụ đồ nhíp, cào, cuốc, xẻng, em có hết, cái gì em cũng có. Đấy, và em đang gửi trên toàn quốc, giá rất chi là thấp nhá. Các anh nhớ follow và nhớ nhấn vào chữ đăng ký kênh của em để mỗi một video em ra nò những sản phẩm mới để các anh xem và để lựa chọn nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.